Thử thách được mang tên là Xuyên Thấu. Anh sẽ để cho hai bạn gặp gỡ ba chàng trai rất đẹp trai. Chương trình này đã đảm bảo là toàn là trai đẹp thôi ha. Nhưng mà hai bạn chỉ thấy được cái dáng của họ qua một tấm màn trắng đó. Nó chính xác là cái bóng của họ. Cái dáng. Cái bóng dáng. Ừ, cái bóng dáng của họ. Họ sẽ nói về quan điểm của họ về giác quan thứ 6 như thế nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy ba gương mặt nằm ở trên cái màn hình trên cao này. Dạ. Thì các bạn phải dùng cái cảm giác, cái giác quan của mình để chọn ra gương mặt nào thuộc về cái dáng nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ ba chàng trai trong thử thách đầu tiên với tên gọi Xuyên Thấu. Mày hơi có da có thịt nha. Nhưng mà em nghĩ chắc đẹp trai lắm nè. Anh cũng nghĩ là đẹp trai. Mà chị nói trước luôn là nhan sắc là cỡ anh Vinh trở lên không đó. Trời ơi, được rồi. Chị ơi, bên em hết ế rồi. Ngày xưa anh Vinh là thần tượng của em về vẻ đẹp của nam tính đó chị. Phải không? Còn bây giờ, còn bây giờ. Bây giờ thì trung niên. Tuổi rồi. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình. Quý vị, bây giờ là phần tự giới thiệu về bản thân cũng như là nói về quan điểm của mỗi người trên đây. Xin mời bạn đầu tiên ạ. Xin chào, mình tên là Tin Nhắn. Mình rất thích nhắn tin bởi vì khi nhắn tin mình có thời gian để suy nghĩ, để đưa ra quyết định chính xác nhất. Mẫu người con gái lý tưởng của mình là một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng, đôi khi le lói, những khoảnh khắc dễ thương. Xin cảm ơn bạn. Anh ta nói rõ luôn là anh ta thích nhắn tin hơn. Chứ không nói thì anh ta dạ. Hơi ngại ngùng. Giống em. Không ạ, cái này là dạ chia sẻ thiệt. Bởi vì bản thân dạ cũng rất là thích nhắn tin. Bởi vì trong lúc mình nhắn tin đó, mình có cái thời gian để mình suy nghĩ cái câu từ cho nó hay, cho nó chính xác nhất có thể. Còn mà nói với nhau vậy nè, em khó có thể nào nói được lắm. Chắc anh này không có giỏi nói chuyện nên mới thích nhắn tin. Đúng. Đúng. Thường những người mà không giỏi nói chuyện thì sẽ kiểu thô ráp một chút. À, mình máy móc một xíu, thích làm những việc IT chẳng hạn. Tóc dài hay tóc ngắn, tóc đinh như thế nào em? Em không biết nhưng mà em nghĩ anh có đeo kiến thì sao? Hay nhắn tin quá mắt bị mờ ấy. Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng đến với người thứ hai thôi. Xin mời bạn thứ hai. Tôi là Teddy, vui vẻ nhưng điềm tĩnh, lãng mạn nhưng ngại thể hiện tình cảm. Bạn bè thường bảo tôi là nhây, lầy, nhưng tôi thấy mình rất chín chắn và trưởng thành. Không hiểu sao giác quan thứ 6 của tôi rất tệ, lần nào cũng suy đoán chật lất. Hy vọng khi tham gia chương trình này tôi sẽ có những trải nghiệm, học hỏi và để nâng cấp giác quan thứ 6 của mình. Giác quan thứ 6 mà học và nâng cấp được hả ta? Cái này thì anh mới biết luôn á. Giọng hay quá. Dạ. Có khi bạn đã biết hát, có khi đồng nghiệp của em sao? Em đoán được tới cái nghề luôn rồi đó. Dạ, để giọng hay rồi mình đoán nha. Bây giờ mình đoán thử cái gương mặt, cái dung mạo, cái cách ăn mặc của người ta thôi. Chắc là bạn này bảnh lắm. Bảnh lắm. Cái chữ bảnh là sao? Vậy là bảnh bao đó chị, tức là vẻ ngoài trâu chuốt. Về cái giọng nói thì em nghĩ là cái bạn này có một cái nét nó không có hiện đại quá, giống như là cái nét cỡ cỡ như anh Vinh vậy đó. Kiểu hơi Gentleman. Cổ á, cái thời Gatsby á. Cái mặt anh nó cổ lắm hả? Không, mặt anh nó cũ. Cũ rồi. Để anh về anh làm anh tân trang cho nó mới lên. Cảm ơn em đã nhắc. Dạ, vậy thôi đó, em đoán bạn thứ hai. Rồi, xin cảm ơn hai khách mời. Và tiếp theo xin mời chàng trai bóng hình thứ ba. Xin mời. Xin chào mọi người, tôi là Rắn Lửa, chàng trai rắn nóng bỏng. Tôi thích những cô gái nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác. Ngoại hình lý tưởng nhất là cao 1m65. Theo tôi nghĩ thì giác quan thứ 6 là 50-50. Linh cảm đôi khi đúng và đôi khi sai. Chuyện tình cảm thì linh cảm của tôi trong giác quan thứ 6 khá là đúng. Còn những vấn đề khác thì chưa biết được. Hãy cùng đoán xem gương mặt của tôi như thế nào nhé. Đây mới là cái người đàn ông mà có cái giọng rất là hay nè. Rắn Lửa là con rắn, rắn hổ đúng không anh? Tôi biết. Rắn Lửa là sao ta? Con rắn nó nướng trên lửa. Phải không chị? Anh tên Rắn Lửa chắc là nóng bỏng lắm nè. Chắc là hình thể đô con. À, tóc tai chắc là dựng ngược lên hết trơn rồi. Tại lửa mà chiếu.
hồi nãy cho bạn giữa là giọng Bắc rất là hay và đây là giọng Nam rất là hay và đặc biệt nhấn nhá nữa. Dung mạo thì thường á, những người mà có giọng hay cái mặt không có đẹp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử ba gương mặt. À, xin mời. Râu râu rồi ha, râu ria là em thấy trời. Râu nha, em thích râu. Em có cảm giác bạn tin nhắn là bạn số 2. Kiểu bạn này nhìn cũng có vẻ hơi hơi rụt rè. Được. Ánh mắt mà nhìn gì nè, không có dám nhìn thẳng vô màn hình ống kính, mà nhìn hơi hơi nhếch nhếch lên vậy là có nghĩa là không tự tự tin. Nhưng mà cái bạn đầu tiên cũng vậy, ở đây cũng có một cái nét rất là thư sinh. Bạn thư sinh này là bạn, em nghĩ là giữa nè. Còn rắn lửa là số 3, là đúng số 3. Anh tin nhắn sẽ là người số 1 nè. Anh Teddy là người số 2 nè. Rồi rắn anh lửa. Đồng rắn lửa là số 3. Là nó số dọc vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Đã có đáp án của hai khách mời thì bây giờ có một cái sự gọi là đồng quan điểm là hai bạn đều chọn Rắn lửa là số 3. Vậy thì mình sẽ mở số 3 trước. Coi có đúng như vậy không nào. Không biết là đáp án này có đúng không ta? Giác quan theo của hai cảm bạn giác này của anh là có vẻ đúng đó. Có phải hay không? Và kết quả là phải. Anh rắn lửa của em. Xin chào anh. Như vậy là hai bạn đều đoán đúng, mỗi người sẽ được 5 điểm. Chúc mừng. Còn hai người còn lại, anh đề nghị là chúng ta hãy cùng mở cùng một lúc cho nó thú vị, được không? Đúng. Em? Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ tin nhắn và Teddy. Xin mời. Mở lên nào, mở lên nào. Luôn. Phương Trinh đã đúng hoàn toàn luôn. Quá tuyệt vời. Hay quá Trinh ơi. Thiệt, làm sao mà làm được vậy? Em vui quá chị ơi. Vui quá đúng không? Mình dạ, thắng lần, rồi mà đúng không? Lần đầu tiên trong đời em đoán đúng hết trơn luôn á. Dễ sợ. Hồi lúc giờ chơi game show không có đoán đúng. Ơ vậy là tính ra giác quan thứ 6 của Trinh là đúng á. Dạ. Đúng không? Em thấy ghê, em sợ em quá à. Em thấy đúng quá à. Cam ơi Cam, em thấy mấy chàng trai của anh có đẹp trai không? Dạ đẹp. Ừ. Nhưng mà em nó phải con gái đâu. Mà em nó phải con gái đâu. Là sao? Vậy nha, đầu chương trình em có nói đó. Em đi tới đây để em test giá quan thứ 6 của phụ nữ mà giờ không có luôn rồi. Từ từ mới có vòng đầu tiên thôi, còn hai vòng nữa lo cái gì. Em có biết trái cam ngoài chỉ là cái vỏ không? Mình gọt cái vỏ trong mới ăn được mà. Cái này đây vòng sau mình lột vỏ hả chị? Như vậy là sau thử thách đầu tiên thì Phương Trinh đã xuất sắc giành được 15 điểm. Orange 5 điểm. Và trước khi chúng ta đến với thử thách được mang tên là phán đoán tài tình, để xem những chàng trai này thể hiện cái phần biểu diễn của mình và đưa ra 3 từ khóa gợi ý về nghề của họ, thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút.